Vâng, xin kính chào quý khán thân yêu của NDK Việt Nam. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại kênh giới thiệu sản phẩm của chúng tôi. Và trước khi tới với chiếc xe của chúng ta ngày hôm nay, xin quý vị và các bạn hãy hào phóng cho chúng tôi một like và một lời theo dõi để liên tục cập nhật những chiếc xe mới nhất tại NDK Việt Nam. Biết đâu một lúc nào đó chúng ta sẽ tìm được chiếc xe ưng ý cho chúng ta. Vâng, và ngay bên cạnh tôi đây đó chính là chiếc xe của ngày hôm nay. Chiếc xe này đã được kiểm định 143 hạng mục rất là nghiêm ngặt tại xưởng dịch vụ của NDK Việt Nam và cam kết cho quý khách hàng 5 tiêu chí vàng. Thắng NDK xin phép được nhắc lại 5 tiêu chí đó, chính là thứ nhất động cơ nguyên bản, thứ hai hộp số nguyên bản, thứ ba xe không đâm đụng va chạm ảnh hưởng tới kết cấu khung gầm xe, thứ tư xe không ngập nước thủy kích và cuối cùng là hồ sơ pháp lý thì an toàn hợp lệ sẵn sàng sang tên cho quý vị và các bạn. Và không để quý vị và các bạn chờ lâu thêm nữa, hãy tới với chiếc Mazda 2 sedan, chiếc xe chính của chúng ta ngày hôm nay. Xin mời. Vâng, xin giới thiệu tới quý vị và các bạn thông tin của chiếc xe này. Đây là chiếc Mazda 2 sedan có màu đỏ pha lê rất là đẹp. Chiếc xe sản xuất năm 2018, đăng ký lần đầu tháng 1 năm 2019 và một chủ từ đầu. Sau khoảng tính từ 2019 tới bây giờ là khoảng 3 năm sử dụng, chiếc xe đã lăn bánh khoảng 4,2 vạn. Chiếc xe đang được chào bán tại NDK Việt Nam với mức giá hơn 400 triệu đồng, rất là hợp lý thưa quý vị và các bạn. Thì xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một chút. Đây là phiên bản facelift, phiên bản nâng cấp giữa dòng đời của Mazda 2 sedan. Và tới giai đoạn 2018 này thì Mazda 2 đã chuyển từ lắp ráp sang nhập khẩu. Chúng ta có một chiếc xe nhập khẩu từ Thái Lan có chất lượng cực kỳ tốt. Chúng ta hãy tới chi tiết từng bộ phận của chiếc xe. Đầu tiên thì đến với phần đầu xe. Một đặc điểm quý vị và các bạn dễ nhận diện nhất đó chính là phần đèn pha. Thưa quý vị và các bạn, tới thời điểm 2018 là bản nâng cấp này thì Mazda 2 sedan đã cho chúng ta bộ đèn pha có giải LED daylight rất là đẹp, như những viên pha lê rất là lấp lánh. Và ở thế hệ trước, ở cái phiên bản trước khoảng giai đoạn 14, 15, 16 thì chỉ là đèn halogen thông thường đó. Các bạn có thể thấy sau khoảng 3 năm sử dụng, đèn nhìn như mới luôn, không có một vết xước sát hay là hấp hơi gì cả. Những chi tiết đèn còn rất là trong và sáng luôn, nhìn rất là bắt mắt. Rồi ok, phần đầu xe các bạn có thể thấy chính giữa là logo hình cánh chim nhà Mazda và lưới tản nhiệt dạng mặt cười rất là thân thuộc. Có những đường viền mạ chrome rất là lớn ở bao xung quanh. Và sau khoảng 3 năm sử dụng các bạn có thể thấy những chi tiết nhựa rất là chắc chắn. Và cái độ bóng và nhựa vẫn còn rất là mới này, sờ rất là thích tay. Ở khu vực bên dưới thì có một hốc gió giả rất là giống với người đàn anh Mazda 3. Và các bạn có thể quan sát thêm phần phía dưới gầm này, là một chiếc xe sedan gầm thấp đô thị, nhưng mà phần gầm của chiếc xe cũng rất là đẹp. Như tôi quan sát đấy, không có một vết xước sát gì trong quá trình di chuyển. Có thể thấy chủ cũ là một người rất là cẩn trọng trong việc lên vỉa hè. Và quan trọng các bạn có thể thấy nước sơn ở những phần ba đầu sóc trước hay là trên nắp capo, các thứ mọi thứ rất là bóng, rất là đẹp luôn. Rồi ok. Và ở đây phần đèn gầm đây nữa, ở phiên bản facelift này thì chúng ta có thêm một cái đèn gầm đèn LED các bạn nhé, đặt trong một hốc gió giả màu đen. Đó, nhìn rất là sang trọng, rất là đẹp. Và nó đẹp hơn rất là nhiều so với đèn halogen ở thế ở cái phiên bản trước. Rồi ok, chúng ta đi nhanh ở phần các chi tiết phần ngoại thất phía đầu xe một chút thôi, mọi thứ còn rất mới và đẹp. Phần quan trọng nhất của chiếc xe này ở phần đầu xe đó chính là trong đây, khu vực động cơ và hộp số. Mời quý vị và các bạn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây chính là khoảng không gian khoang máy của chiếc Mazda 2 sedan 2018. Và mời quý vị và các bạn chúng ta hãy tiến lại gần, chúng ta có thể quan sát kỹ hơn từng chi tiết. Các bạn có thể thấy các chi tiết, những con ốc ở chân máy hay ở khu vực mặt máy, hay là nói chung là khu vực khoang máy động cơ hộp số này, mọi thứ còn rất là chất, rất là mới luôn, các bạn có thể thấy. Và nhắc tới Mazda 2 sedan thì thông thường chúng ta sẽ liên tưởng tới đó là một cái cảm giác lái tốt nhất trong phân khúc xe, trong phân khúc xe cỡ B. Có được cái cảm giác lái tốt đó một phần tới từ cái khối máy đây. Đây là một điều chúng ta cần nói nhiều. Đó chính là khối động cơ công nghệ Skytip dung tích 1.5 lít được bê nguyên từ người đàn anh Mazda 3 xuống, cho chúng ta công suất cực đại khoảng 109 mã lực, nên cảm giác tăng tốc hoặc là vận hành rất là khỏe, rất là bốc luôn. Đi kèm một hộp số 6 cấp tự động rất là mượt mà. Đó, ở cái thế hệ trước Mazda 2 đã nổi tiếng có cảm giác lái rất là tốt rồi, thì tới cái phiên bản nâng cấp này, nhà Mazda đã bổ sung cho chúng ta một cái công nghệ, đó là kiểm soát gia tốc GVC. Nói chung là xe đi ổn định và mượt mà, sướng hơn rất là nhiều. Ok, mời quý vị và các bạn chúng ta chuyển sang phần thân xe. Một đặc điểm đầu tiên mà ở khu vực thân xe này chúng ta thường hay nhắc tới, đó chính là Mazda 2 cho chúng ta 4 phanh đĩa luôn các bạn ạ. Bánh trước, hai bánh trước và hai bánh sau đều là phanh đĩa. Thứ nhất nhìn sang và an toàn hơn rất là nhiều. Đó, các bạn có thể quan sát phần lốp này. Lốp của chiếc xe này thì rất là tốt, còn rất là mới, các bạn có thể thấy ta lông hay là đường sâu của lốp rất là ok. Thì với bộ lốp này quý vị và các bạn hoàn toàn yên tâm, trong khoảng 2 tới 3 năm tới, nếu quý vị và các bạn đi 1 năm
đường đô thị đâu đó khoảng 2 vạn. Rồi ok, bộ la răng này tôi thấy cũng rất là đẹp. Nó rất là giống trên những chiếc xe của Đức, mà cụ thể là một chiếc Mercedes. Đó các bạn có thể thấy sau khoảng 3 năm sử dụng thì phần la răng cũng rất là đẹp luôn. Được sơn hai màu này, rất là thể thao, khỏe khoắn. Và không có những vết xước ở những cái khu vực cạnh la răng này luôn. Có thể thấy, như tôi nhấn mạnh lại là chủ cũ rất là cẩn thận khi đi sát vào các vỉa hè, các giải bà toang. Rồi ok, phần các bạn có thể quan sát sâu vào phần giảm sóc. Những cái phần giảm sóc chúng tôi đã kiểm tra, giảm sóc và phanh đã kiểm tra rất là kỹ càng rồi. Quý vị và các bạn có thể quan sát thêm. Giảm sóc thì cũng rất mới và đẹp, không có những cái vết ẩm dầu. Và nhắc tới giảm sóc thì Mazda 2 cũng có một hệ thống treo cũng rất là mềm, rất là êm ái, rất là phù hợp với những cung đường đô thị. Rồi ok, đây phần gương chiếu hậu thì là có một thay đổi nhỏ ở đây khiến chiếc xe đẹp, tinh tế và sang trọng hơn rất là nhiều. Đó là đèn xi nhan tích hợp trên gương đã chuyển sang dạng LED rất là tinh tế. Và gương cũng được sơn hai màu, màu của xe đó là màu đỏ và màu đen, tăng tính thể thao. Và các bạn có thể thấy gáo gương rất là đẹp, rất là bóng luôn. Rồi ok, phần gương thì cũng rất là rộng cho chúng ta cái cảm giác khả năng quan sát rất là tốt. Tay nắm cửa thì cùng màu với xe và có một nút mở cửa nhanh ở đây. Chúng ta sẽ mở cửa ra, mời quý vị và các bạn có thể quan sát. Thứ nhất là phần cam chỉ của cánh xe, của cánh cửa này. Đó, mọi thứ vẫn còn zin đét cho quý vị và các bạn luôn. Rồi, sau khoảng 3 năm sử dụng các bạn có thể thấy phần nhựa của cánh cửa còn rất là chắc chắn này. Đó, rất là chắc luôn, không có những tiếng lọc sọc hay là những tiếng lạch cạch của nhựa sau khi xuống cấp. Và ở khu vực cánh cửa này cũng có bệ tì tay cho chúng ta. Những cái phần da ở đây này, phần trong cánh cửa cũng được bọc da. Đó, có các đường chỉ thêu nổi này, rất là sang trọng, rất là đẹp đẽ. Các nút bấm còn rất là mới và hoạt động rất là mượt mà. Gương thì chỉnh điện và có cục điện luôn. Rồi, tôi sẽ đứng sang đây, quý vị và các bạn có thể quan sát phần ghế da của chiếc xe này. Tới cái phiên bản này thì là xe không được bọc ghế da hoàn toàn nữa, mà thêm vào đó là một chút gì đó da lộn các bạn, tăng tính thể thao cho xe và nhìn nó sang trọng hơn rất là nhiều. Sau khoảng 3 năm sử dụng các bạn có thể thấy ghế da thì đã có cái độ nhăn nhất định rồi. Nếu mà không có độ xuống cấp thì nó không phải là da nữa. Mà chúng ta đã biết đặc điểm của da nhà Mazda thì có độ nhăn nó thường nhanh hơn các hãng khác, nhưng bù lại thì cho chúng ta một cái cảm giác ngồi rất là sướng. Rồi ok, chúng ta cùng với đến với cái khu vực hàng ghế phía sau. Đầu tiên tôi sẽ mở cánh cửa, mời quý vị và các bạn chúng ta có thể quan sát các đường keo chỉ. Đó, keo chỉ cũng còn zin đét cho quý vị và các bạn luôn. Tôi cũng sẽ ngồi vào đây để trải nghiệm. Thì thông thường nhiều người, có rất là nhiều người đã thích Mazda 2 rồi bởi vẻ đẹp, bởi cảm giác lái. Tuy nhiên vẫn còn phân vân một chút vì khoảng không gian phía sau, nhiều người cho rằng nó rất là chật. Nhưng mà nó liệu rằng có chật như nhiều người hay nói không thì tôi sẽ ngồi và phần đánh giá sẽ dành cho các bạn. Tôi là 1m72 và nặng khoảng gần 70 cân các bạn có thể thấy. Ngồi thì thực ra nếu mà nói để thoải mái như các dòng xe rộng trong phân khúc như Vios City thì nó sẽ không bằng. Tuy nhiên đó cũng rất là đủ luôn. Các bạn có thể thấy từ khoảng cao đầu này. Đây tôi ngồi dịch vào đây để các bạn có thể thấy rõ hơn. Khoảng cao đầu này hay là khoảng để chân đầu gối này, tôi sẽ ngả ra một chút. Đó cũng rất là thoải mái với ba tựa đầu cho các hành trình dài. Rồi ok, đó là khoảng không gian hàng ghế thứ hai. Thì ở chiếc xe này thì sẽ chưa có cửa gió ở hàng ghế thứ hai như Honda City hoặc là Accent từ đời 2019. Tuy nhiên với không gian nhỏ như thế này, điều hòa của dòng Mazda thì làm mát rất là nhanh, đáp ứng rất là ok, cũng không là quá nóng. Rồi chúng ta cũng đến với phần phía sau. Phần tổng thể phía sau thì mọi thứ cũng rất là đẹp và nét sau khoảng 3 năm sử dụng. Các bạn có thể thấy không có những vết xước sát hay là móp méo ở những khu vực phía sau như thế này. Đó, các bạn có thể thấy xe được trang bị cam lùi này. Đây là cam lùi theo xe tích hợp trên màn hình 7 inch ở khu vực tablo, đi kèm các cảm biến lùi. Đó, giúp các bạn hoàn toàn yên tâm tuyệt đối khi chúng ta lùi, có cả hình ảnh, có cả âm thanh cảnh báo. Rồi ok, phần đèn hậu các bạn có thể quan sát thêm một chút. Đèn hậu thiết của Mazda cũng thiết kế rất là đẹp, nhìn như những chiếc mắt cú rất là sắc nét. Và sau khoảng 3 năm sử dụng các bạn có thể thấy không hề có những vết ố hay là xước sát hay là vết nứt ở đây cả. Có thể thấy mọi thứ còn rất là ok. Rồi ở phần cốp thì chúng tôi sẽ mở cốp lên. Các bạn có thể quan sát các đường keo chỉ. Đó, mọi thứ còn zin đét cho chúng ta luôn. Vì tất cả những khu vực này đã được Enica kiểm tra rất là kỹ càng rồi. Các bạn có thể quan sát khoảng không gian trong cốp. Và không gian trong cốp thì nhìn cũng rất là ấn tượng. Đó, ở bên ngoài thì nhìn xe có vẻ nhỏ gọn, nhưng mà khi mở ra khoảng không gian cốp này chúng ta có thể để được hai vali lớn cho các cuộc hành trình dài. Tôi sẽ lật lên, quý vị và các bạn có thể kiểm tra. Lốp sơ cua, bộ đồ nghề vẫn còn đầy đủ. Chúng ta có thể lật thêm những cái miếng xốp này lên để kiểm tra xem trong khu vực cốp này có dấu hiệu ẩm mốc và ngập nước hay không. Thì tôi xin khẳng định lại, tại Enica sẽ không có xe ngập nước rồi. Ok.
Vâng, đó là chúng ta vừa đi một vòng khu vực ngoại thất của chiếc Mazda 2 sedan đời 2018, đăng ký lần đầu tháng 1/2019. Như quý vị và các bạn có thể thấy, ngoại hình của chiếc xe còn rất là mướt, rất là bóng bẩy, rất là long lanh luôn. Không có những vết xước sát rất là nhỏ. Không biết nội thất chiếc xe còn được như thế nào. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng vào trong khám phá. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây chính là khoảng không gian nội thất của chiếc Mazda 2 2018, đăng ký lần đầu tháng 1 năm 2019 và cũng tương xứng với vẻ bề ngoài của chiếc xe này thôi. Các bạn có thể thấy bên trong mọi thứ còn rất là mới. Đầu tiên quý vị và các bạn có thể quan sát từ những khu vực chúng ta hay cầm nắm rất là nhiều, cầm nhiều hơn cả tay người yêu hoặc là vợ của chúng ta, đó chính là cần số này. Đấy, từ những cái khu vực mà tay chúng ta hay tiếp giáp nhiều mồ hôi này, cho đến vô lăng này, những cái khu vực chúng ta cầm hay vần vò này. Đó. Hay tới những cái chi tiết chúng ta cầm ít hơn, ví dụ như là điều khiển điều hòa này, cụm nút xoay điều khiển khu vực các màn hình giải trí này. Đó, các bạn có thể thấy mọi thứ còn rất là mới. Có đâu đó thì một chút gì đó rất là nhỏ, dấu hiệu phai mòn theo thời gian thôi. Nói chung mọi thứ cũng rất là quá ok cho một chiếc xe đời 2018. Và nhắc tới Mazda 2, mặc dù là một chiếc xe của Nhật, tuy nhiên option thì cũng rất là miên man, top đầu phân khúc luôn. Quý vị và các bạn có thể thấy một màn hình giải trí trung tâm 7 inch ở đây, tích hợp cam lùi và cảm biến lùi như tôi vừa giới thiệu này, điều hòa tự động này, đàm thoại rảnh tay này, cruise control này, đề nổ nút bấm này, đèn pha tự động này, đó, rất là nhiều thứ luôn. Lẫy chuyển số thể thao này, chế độ lái sport này, quá là ok cho một chiếc xe phân khúc B luôn, và nó tương đương với một chiếc xe cỡ C luôn quý vị và các bạn nhé. Và mặc dù nhiều option như thế, tuy nhiên thì các tính năng an toàn của chiếc xe cũng top đầu phân khúc luôn. Đó là một điều đáng kể của chiếc Mazda 2 này. Tôi có thể liệt kê nhanh, ví dụ như về hệ thống phanh có chống bó cứng phanh ABS này, phân bổ lực phanh điện tử EBD này, hoặc hỗ trợ phanh khẩn cấp BA này, có cân bằng điện tử này, có chống trơn trượt, có khởi hành ngang dốc này, có kiểm soát gia tốc này, và trang bị tới tận 6 túi khí cho chúng ta luôn, rất là ok. Và trong tầm giá khoảng từ 400 đến 500 triệu đồng, các bạn hoàn toàn có thể tham khảo mẫu xe Mazda 2 sedan này, một chiếc xe lái rất là tốt này, một chiếc xe nhiều option và một chiếc xe cực kỳ an toàn cho chúng ta nữa. Và bên cạnh đó là một chiếc xe thiết kế cực kỳ đẹp, cực kỳ bắt mắt, một thiết kế rất tân thời, rất châu Âu luôn. Ok, quý vị và các bạn quan tâm tới chiếc xe này, hãy liên hệ với số hotline bên dưới hoặc qua trực tiếp Enica Long Biên, địa chỉ số 3+5 Nguyễn Văn Linh, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội để xem xe, để trải nghiệm trực tiếp chiếc xe này. Tôi tin rằng nếu quý vị và các bạn đang có nhu cầu trong tầm tài chính này, hoàn toàn yêu thích chiếc xe này ngay thôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.